Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, trong đời sống vợ chồng, việc hòa hợp nhu cầu sinh lý là yếu tố quan trọng để giữ lửa cuộc hôn nhân. Nếu vợ hoặc chồng có nhu cầu sinh lý cao nhưng đối phương không thỏa mãn được thì dễ sinh ra chuyện ngoại tình, vì khi đó tâm tính cả hai trở nên khó chịu, mâu thuẫn và dễ cãi vã. Đa phần nhu cầu tình dục của nam giới cao hơn nhiều so với phụ nữ, cho nên khi chọn chồng, phụ nữ cũng cần quan tâm đến yếu tố này. Các chuyên gia nhân tướng học đã chỉ ra những điểm của người đàn ông có nhu cầu tình dục cao. Nhìn vào những điểm này sẽ đoán chúng được 80%. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm cho mình một người đàn ông sung mãn thì hãy nghe ngay video dưới đây. 12 tướng đàn ông mạnh mẽ tình dục, sinh lực dồi dào. 1. Đàn ông có bọng mắt căng đầy. Bọng mắt là bộ phận phản ánh sức khỏe của con người. Với nam giới, đó chính là nơi thể hiện sức khỏe sinh lý của đàn ông. Nếu thận khỏe thì bọng mắt căng đầy, da dẻ hồng nhuận và ham muốn chuyện ấy cũng lớn. Nếu chàng là người có bọng mắt sụp sệ, da nhăn nheo thì chính là dấu hiệu yếu sinh lý nam. Nếu bọng mắt thâm quầng đen sì thì chàng trai này chính là cú đêm. Hai kiểu đàn ông kể trên có súng ống nhưng không có đạn dược, lý thuyết giỏi nhưng thực hành kém. Tuy nhiên, nếu đàn ông ăn ngủ đầy đủ, không thức khuya, sinh hoạt đầy đủ điều độ, mặc quần mắt lúc nào cũng thâm đen, thì chứng tỏ họ có nhu cầu sinh lý rất cao. Anh ta luôn muốn được thỏa mãn ham muốn mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, anh ta cũng thuộc dạng ăn tạp. Vì thế, đừng hy vọng kiểu đàn ông này sẽ chung tình. 2. Đàn ông mũi to. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng đàn ông mũi to thì kích thước dương vật càng dài và bự. Đàn ông mũi to có tinh lực dồi dào, sức khỏe bền bỉ và chuyện ấy cũng rất sành sỏi. Những người đàn ông có nốt ruồi ở đầu mũi hoặc cánh mũi thì càng chứng minh anh ta là cao thủ trên giường. Tuy nhiên, nếu phần sống mũi có nốt ruồi thì chứng tỏ đó là người đàn ông trăng hoa, lăng nhăng, thích tán tỉnh phụ nữ, chứ chưa chắc đã ham hố chuyện ấy. 3. Đàn ông miệng rộng. Theo nhân tướng học, nam giới có miệng càng rộng hoặc môi càng dày thì nhu cầu sinh lý càng mạnh. Nếu như có thêm một nốt ruồi trên môi thì khỏi cần nói, anh ta lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chăn gối và tìm mọi cách để được thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình. Những người có răng to và trắng thường rất thành đạt trong cuộc sống và nhu cầu chuyện ấy cũng rất mạnh mẽ. Bởi vì răng là tượng trưng cho trí thông minh và sức khỏe của mỗi người. Răng khỏe và trắng là người có tinh lực dẻo dai, khỏe mạnh trong chuyện ấy. 4. Đôi mắt sâu và tập trung. Đôi mắt chính là nơi thể hiện nhu cầu tình dục của nam giới rõ nhất. Hầu hết những người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao sẽ có đôi mắt tập trung, mạnh mẽ và hàng lông mày hơi dướn lên. Ánh nhìn vô thức nhưng vẫn bao quá lên sự kiên nghị và tập trung, cho thấy người đàn ông chu toàn về mọi thứ, kể cả nhu cầu tình dục của họ cũng rất cao. Thông thường, những chàng trai có đuôi mắt dài, mắt mỏng và hẹp thường là những người đào hoa,
nhưng nhu cầu sinh lý chỉ ở mức tương đối. Bên cạnh đó, nam giới có đôi mắt chếch xuống, đuôi mắt xệ và quầng mắt thâm sẽ là những người có ít nhu cầu về sinh lý. 5. Đàn ông có lông mày mọc lộn xộn. Dân gian có câu, lông mày sâu xóm, cả xóm chửa hoang. Đàn ông có lông mày mọc loạn xạ như đám cỏ dại, không ngay hàng thẳng lối. Hoặc đàn ông có phần lông mày gần sống mũi thì mỏng, phần đuôi dày, mọc lộn xộn, đồng thời cụp xuống một cách đột ngột, rất sành sỏi trong chuyện ấy. Họ có nhiều chiêu trò nên rất dễ đánh gục các cô gái. Khi tiếp xúc với kiểu đàn ông này, phụ nữ dường như bị bỏ bùa mê, rất dễ dàng lên giường để dâng hiến cho họ. Muốn dứt ra cũng không được, dễ bị người ta dắt mũi. Đây chính là các playboy điển hình. Vì thế chị em hãy tránh xa họ nếu như không muốn bị vướng vào một cuộc tình ngổn ngang, không có lối thoát. Ngoài ra, đàn ông có lông mày sâu róm là tướng đa dâm. Đây là những người không chung thủy, dễ ngoại tình, phụ bạc, phản bội, không nên lấy làm chồng. 6. Mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt, xoăn tự nhiên. Nhận biết đàn ông mạnh sinh lý qua mái tóc cũng có thể nói lên sức khỏe tình dục, sinh sản của họ. Khoa học cho rằng, những người có mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt, mái tóc đen và có xu hướng cong nhẹ có thể quan hệ tình dục nhiều lần mà vẫn sung mãn. Đa phần, những người đàn ông nào có tóc xoăn bẩm sinh đều rất khỏe mạnh, bền bỉ và rất giỏi chuyện ấy. Nếu anh chàng này có thêm đặc điểm là khuôn mặt ưa nhìn, cặp môi căng mọng, hàm răng trắng và khít, thì chính là mẫu đàn ông có nhu cầu về chuyện ấy rất mãnh liệt. Thông qua mái tóc cũng cho thấy tuyến giáp của người đàn ông đó có khỏe mạnh, hormone có ổn định hay không. Bởi hormone và tuyến giáp đều là những cơ quan ảnh hưởng lớn tới nhu cầu sinh lý của nam giới. Hầu hết nam giới có hormone testosterone, hormone sinh dục của nam giới thấp thì tỷ lệ yếu sinh lý cao hơn so với người có hormone sản sinh ổn định. 7. Đàn ông có bộ râu rậm và nhanh mọc. Bộ râu được xem là điểm quyến rũ đặc trưng, thể hiện nét nam tính của nam giới. Những người đàn ông có bộ râu rậm rạp cũng là yếu tố thể hiện họ có ham muốn tình dục thường xuyên. Lý giải đơn giản là đàn ông râu rậm có tỷ lệ nam tính cao hơn và từ đó nhu cầu chăn gối mãnh liệt hơn. Ngoài ra, bộ râu rậm cũng chứng tỏ phái mạnh có hormone testosterone cao. Cũng như đối với phụ nữ có lông tay, lông chân và mái tóc dày là người ham muốn cao, còn với đàn ông, điều này được thể hiện qua mức độ rậm rạp của bộ râu. 8. Cơ thể săn chắc. Cơ thể săn chắc là một trong dấu hiệu nhận biết nam giới có ham muốn yêu cao và chức năng sinh lý mạnh. Theo các chuyên gia sức khỏe, vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh không chỉ là kết quả của quá trình luyện tập mà còn do nồng độ hormone testosterone cao. Loại hormone này được sản sinh chủ yếu ở tinh hoàn và giữ nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể của nam giới. Hormone này cao giúp nam giới duy trì vóc dáng săn chắc và dẻo dai. Trong khi đó, sự sụt giảm của hormone này có thể khiến cơ thể nam giới trở nên thiếu hấp dẫn, tăng kích thước vòng hai và giảm độ săn chắc của các khối cơ. Như đã biết, testosterone chính là hormone chi phối ham muốn và nhu cầu tình dục ở nam giới. Đàn ông có nồng độ hormone ổn định
thường có chức năng sinh lý mạnh, ham muốn chuyện yêu cao và mãnh liệt hơn khi ân ái. Hơn nữa, vóc dáng săn chắc cũng là dấu hiệu cho thấy chàng là người có khả năng sinh sản khỏe mạnh. Bởi hormone testosterone không chỉ thúc đẩy não bộ sản sinh ham muốn, mà còn tham gia quá trình sản xuất tinh trùng. Các thống kê đều cho thấy, nam giới từ 20 đến 40 tuổi có hormone testosterone ổn định, nên số lượng và chất lượng tinh trùng cũng cao hơn hẳn so với những độ tuổi còn lại. 9. Vòng 2 và vòng 3 không quá chênh lệch. Một dấu hiệu nhận biết đàn ông sinh lý mạnh qua hình dáng cơ thể là khoảng cách giữa vòng 2 và vòng 3 không quá lớn. Điều này cho thấy nam giới có sức khỏe tốt và nhu cầu tình dục mạnh mẽ, cơ thể săn chắc và cân đối, cũng đồng nghĩa với việc họ luyện tập và vận động tích cực. Lối sống và sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp nam giới duy trì hàm lượng testosterone ổn định. Từ đó mà cơ thể có thể phát huy hormone sinh dục tự nhiên để nam giới luôn khỏe mạnh và sẵn sàng lâm trận. Ngoài ra, những quý ông có dáng chân to, mông mẩy và săn chắc cũng là những người mạnh mẽ trong chuyện ấy. 10. Cằm vuông tròn. Cằm và bộ máy tiết niệu có mối tương quan lẫn nhau. Người đàn ông có tướng cằm vuông, bóng, tròn đầy thường có nhu cầu sinh lý cao hơn những người cằm nhọn và nhỏ. Nếu bạn tự nhận thấy mình là người có nhu cầu chăn gối cao, thì hãy lựa chọn người đàn ông có cằm vuông hoặc tròn. 11. Giọng nói trầm ấm. Giọng nói trầm ấm là đặc điểm dễ thu hút phái nữ. Thực tế cho thấy, đa phần chị em đều bị lôi cuốn bởi nam giới có giọng nói ấm, chậm rãi và tử tốn. Một điều đặc biệt mà hầu như phái nữ không chú ý, đó là đàn ông có giọng trầm thường có hormone testosterone cao và chức năng sinh lý mạnh. Hormone testosterone không chỉ chi phối ham muốn và chức năng sinh lý của nam giới, mà còn hình thành những đặc điểm riêng biệt của phái mạnh như giọng nói trầm, cơ bắp săn chắc và tuyến lông phát triển hơn so với nữ giới. Vì vậy, nếu nhận thấy chàng có giọng nói trầm ấm, bạn có thể yên tâm về khoản sinh lý của bạn đời. 12. Dáng đi săn chắc, đĩnh đạc. Dáng đi là một trong những yếu tố giúp chị em xác định được nhu cầu yêu và chức năng sinh lý của cánh mày râu. Các công trình nghiên cứu đều cho thấy đa phần đàn ông có ham muốn cao đều có dáng đi chắc chắn, đĩnh đạc, phần vai ngang, mở rộng và tự tin. Dáng đi này cho thấy nam giới tự tin về vóc dáng, bản lĩnh và mạnh mẽ trong mọi việc, kể cả chuyện giường chiếu. Hơn nữa, một số nghiên cứu cũng cho thấy nồng độ hormone testosterone tỷ lệ thuận với mức độ tự tin của nam giới. Vì vậy, thông qua dáng đi mà bạn có thể nhận biết được nhu cầu sinh lý và ham muốn tình dục của cánh mày râu. Bên cạnh đó, đàn ông có dáng đi mạnh mẽ và tự tin dễ thu hút phái nữ hơn so với người có dáng đi khép nép và rụt rè. Hầu hết những người có dáng đi này thường thiếu chủ động và kém nồng nhiệt trong mỗi cuộc yêu. Bạn thân mến, nhu cầu về tình dục luôn là một điều khó nói. Tuy nhiên, nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Vì thế, phụ nữ cần nhận thức được một cách chính xác nhu cầu chuyện ấy của người đàn ông để chọn lựa được đối tượng phù hợp với nhu cầu sinh lý cao hay thấp của mình. Ngoài ra,
bạn cũng cần quan sát thêm những yếu tố khác trong thời gian nhất định mới đánh giá hoàn toàn chàng có sinh lý mạnh hay yếu nhé. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng tại đây. Chúc quý khán giả nữ của chương trình có thêm kinh nghiệm để chọn được người chồng ưng ý và phù hợp với mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.